Kính thưa quý vị sẽ hỏi rằng vậy thì ở Hoa Kỳ những cái tiểu bang nào là giá xăng cao hay là chỉ có mình Cali thôi? Thế thì chúng tôi cũng lấy ở trong tin tức của Hội 3 chữ A, họ cho biết Hoa Kỳ có 10 tiểu bang mà cái giá xăng cao nhất đó là tiểu bang Cali, hiện nay trung bình 6 đồng 15 đến 6 đồng 62 một gallon, chứ có nơi 7 đồng. Đấy, như thành phố Beverly Hills, Beverly Grove 7 đồng 49 cent một gallon. Quý vị thấy chưa? Thành phố Tidal City 7 đồng 19 cent một gallon. Còn nói về tiểu bang Cali bây giờ trung bình là 6 đồng 15 đến 6 đồng 62 cent một gallon. Tiểu bang thứ nhì là tiểu bang Hawaii, trung bình là 5 đồng 44 đến 5 đồng 82 cent một gallon. Tiểu bang thứ ba là tiểu bang Nevada, trung bình từ 5 đồng 30 đến 5 đồng 65 cent một gallon. Tiểu bang Washington State, trung bình từ 5 đồng 23 cho đến 5 đồng 84 cent một gallon. Trong khi đó ở Alaska có nhiều xăng nhiều nhất mà vẫn không được khai thác. Và xăng bây giờ Alaska vẫn là 5 đồng 20 cent cho đến 5 đồng 53 cent một gallon. Tiểu bang tiếp theo là Oregon, 5 đồng 20 cent cho đến 5 đồng 32 cent một gallon. Tiểu bang thứ bảy là tiểu bang Illinois, tức là nơi có Chicago đó, 5 đồng 03 cent cho đến 5 đồng 37 cent một gallon. Tiểu bang thứ 8 là Arizona, 4 đồng 95 cent cho đến 5 đồng 26 cent một gallon. Tiểu bang thứ 9 là tiểu bang New York, giá trung bình là 4 đồng 93 cho đến 5 đồng 42 cent một gallon. Tiểu bang sau cùng mà rẻ nhất đó là tiểu bang Maine, đứng thứ 10, 4 đồng 77 cent đến 4 đồng 83 cent một gallon. Thế thì quý vị, có một số khán giả hỏi giáo sư, tại sao kinh tế nó suy sụp như vậy, giá xăng lên như vậy mà quốc hội không có một biện pháp gì để làm cho giá xăng xuống? Thì tôi đã thưa với quý vị nhiều lần rồi, người Việt Nam cứ ra ứng cử là cứ bỏ đi, đừng đòi hỏi chúng nó khả năng, chúng nó không có khả năng gì hết. 437 dân biểu Mỹ, 100 thượng nghị sĩ Mỹ còn làm ăn trò chống không ra gì, toàn là ăn hại. Bằng chứng là bây giờ Joe Biden nó phá nước Mỹ như vậy, mọi người đều thấy nó phá. Suốt 15 tháng nay quý vị thấy nó phá hơi là phá. Đến nỗi bây giờ sữa trẻ con cũng không có. Theo những thống kê mới nhất của cơ quan y tế của Hoa Kỳ cho biết, rất nhiều tiểu bang trẻ con đã phải vào bệnh viện vì nó không có sữa uống. Mình người lớn mình không có sữa, mình còn đi kiếm món này món nọ mình ăn, mì ly mì gói. Trẻ con nó có biết gì đâu, không có sữa là nó yếu, rồi nó đau, rồi nó phải vào nhà thương. Rất nhiều trẻ em phải vào nhà thương ở New York, ở Oklahoma, ở Florida, các tiểu bang, rất nhiều. Cali. Một tổng thống mà làm đến nỗi mà trẻ con không có sữa. Mà nước Mỹ là tổ sư về vấn đề sản xuất sữa. Nguyên cái công ty gọi là Abbott Nutrition, nó sản xuất 80% sữa ở trong nước. Thế mà kể từ tháng 2 khi mà nó đã bị kiểm soát là có những cái vi khuẩn trong sữa, nó bị ngưng không cho sản xuất. Mà cái bọn gọi là bọn hành chánh, cái bọn cán ngố, nó không hiểu rằng để lâu thì nó sẽ bị khan hiếm. Nó kéo dài từ tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 đến bây giờ nó vẫn chưa giải quyết xong. Kết quả không có sữa cho trẻ con bú. Mà đi mua sữa tàu thì là toàn là cái thứ độc dược. Quý vị biết sữa Tập Cận Bình nó làm nó cho những cái chất gọi là thạch tín, rồi cho những chất quỷ quái vào, trẻ con uống mà chết. Trẻ con Mỹ tàu chết nhiều lắm. Dân chết còn nó mua sữa Mỹ nó uống cho con nữa. Kinh tế suy sụp, lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua. Bệnh tật thì đủ món hết.
chính trị thì yếu kém, nay thành da đen đánh nhau, mai thằng Antifa đi cướp, rồi mấy con da đen lấy tiền đi cướp về những mua nhà 5-6 triệu đô la, nó có nói gì đâu. Không phải là nó phá nước Mỹ à? Rồi nay giết mai giết, có cái thành phố nào mà không giết đâu. Quý vị biết cái thành phố mà của Đảng Dân Chủ kiểm soát chặt chẽ nhất về vấn đề súng ống mà rồi giết người nhiều nhất, trong đó có Chicago, trong đó có New York, là những cái thành phố của da đen chết nhiều. Cộng hòa hầu như không có, ít. Chính trị khủng hoảng, kinh tế vất đi, quân sự thế giới coi thường. Tại sao gọi là coi thường? Ở bên Afghanistan 20 năm cuối cùng là 3 giờ đêm cuốn gói lên tàu bay chạy, không nói đồng minh, cho cái bọn Taliban bảo nó giết người. Bây giờ đàn bà bên Afghanistan đâu có được đi học, nó chỉ cho đi học cái lớp 5 là nó cho ở nhà, hết đi học rồi. Mà cũng không dám nói, không dám nói vi phạm nhân quyền, mà lại còn phải viện trợ cho nó 738 triệu vấn đề lương thực. Thì tôi hỏi quý vị, cái lãnh thổ kiểu gì, chính trị kiểu gì? Giờ tôi cũng tương tự, tôi xin những người nào theo Đảng Dân Chủ cho tôi một cái hay của Joe Biden. Tôi ca tụng trên đài 2 tuần lễ. Bây giờ ký giả hỏi Quốc hội, lãnh tụ Quốc hội Thượng viện bây giờ là Manchin, Thượng nghị sĩ Manchin, Hạ viện là Nancy Pelosi. Cả hai tên này nó chả làm gì hết. Manchin còn nói rằng bây giờ chúng ta đang có những cái thăm dò để tìm ra một cái giải pháp. Bây giờ mà còn thăm dò mà dân đang bỏ 7 đồng, 8 đồng ra một ga lông xăng mà nó còn thăm dò. Trong khi Joe Biden thì tuyên bố thế giới ở bên Nhật là chúng tôi đang trong cái thời kỳ chuyển tiếp, transition qua cái nhiên liệu sạch, tức là qua điện. Còn Bộ trưởng về và Giao thông Vận tải Buttigieg là cái thằng đàn ông mà đi đẻ nghỉ hội sản đấy, mà nó nghỉ hội sản 4 tháng. Nó bảo có sao đâu, xăng nhớt lớn nó lên giá đừng mua nữa, mua xe điện mà chạy. Mà quý vị biết xe điện, một chiếc xe điện giá bằng 2, bằng 3 chiếc xe chạy xăng, 40, 60, 70 nghìn một chiếc xe. Dân Mỹ người ta đang đi làm có 10 đồng một giờ làm sao người ta mua. Câu số 1, mà dù có tiền mua xe chạy điện bây giờ cũng phải một ngày mà có. Phải order công ty, người ta tính ra sớm nhất từ nay order đến tháng 12 mới giao xe. Bởi vì xe người ta làm bán không kịp. Đó là lý do mà Elon Musk nó quá giàu. Đấy là Bộ trưởng Giao thông Vận tải nói. Còn Joe Biden thì bảo chúng ta đang trong cái thời kỳ chuyển tiếp. Đây là ý của Chúa. Quý vị có tin đây là ý của Chúa? Mà Joe Biden nói rằng God will. Tiếng Anh của nó là God will. Ý của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta gắng chịu khó, chịu đựng. Nó nói rằng là America must endure the pain. Chịu khó cái sự đau khổ này, để lúc mà chúng ta qua rồi, chúng ta sẽ chiến thắng và chúng ta sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Có phải là nó bốc phét không? Bây giờ thì chịu khó thì bỏ xăng ra 10 đồng, 10 đồng, 10 đồng để mà làm tốt, làm vui cho thằng Obama, làm vui cho thằng Tập Cận Bình. Nhưng đến khi chúng ta đã vượt qua rồi, nó không nói bao giờ vượt qua. Mà nếu khi vượt qua rồi thì chúng ta sẽ chiến thắng. Nói vậy ai chả nói được. Mà đến giây phút đó chúng ta mạnh hơn bao giờ hết, thế giới mạnh hơn bao giờ hết. Biết đâu ngày đó nó còn sống để nó thấy không? Năm nay nó 80 rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng thời này là thời quỷ vương. Cho nên chúng ta chịu khó dạy con dạy cái, nói vợ nói chồng tần tiện để mà nó qua. Thời gian này còn rất nhiều. Xăng sẽ lên đến 10 đồng một ga lông. Bởi vì nó nói rằng là Obama nói rằng con rẻ quá, bây giờ mới có 120 Khi nào lên đến 147 đồng như thời của nó thì khi đó mới có vấn đề. Tức là khi đến 147 đồng một thùng là dầu, lúc dầu xăng lúc bây giờ khoảng 12 đô la một ga lông.
Ngày trước 147 đồng thì không đến 12 đồng. Là vì hồi trước thuế rất thấp. Bây giờ nguyên kali này, một gallon xăng chúng ta phải bỏ 1,50 đồng tiền thuế. Quý vị có hiểu không? Để cho tụi dân chủ nó áp phe, nó tham nhũng, nó xài bậy. Đấy, Gavin Newsom nó bỏ ra 1 tỷ đô la nó mua cái khẩu trang của tàu ấy. Đấy là một cái lối xài phí tiền. Mà chúng ta nuôi nó để nó xài phí tiền. Rồi chúng ta lại có bản tin khác. Jerome Powell là chủ tịch quỹ dự trữ ngân hàng liên bang của Hoa Kỳ nói rằng là kinh tế chúng ta còn phải suy sụp nữa, lạm phát còn phải lên nữa, cho nên chúng ta sẽ phải tăng giá lãi suất nữa, tháng 6 một lần, tháng 7 một lần, và mỗi lần lên lại phải thêm nửa chấm, tức là 50 cent. Hai lần sẽ tăng thêm 1 chấm. Lời bây giờ là 3 chấm, lúc bây giờ lời sẽ là 4 chấm. Tại vì nó ngây thơ lắm, nó cứ nói rằng là chúng ta cứ phải lạm phát là vì người ta bỏ tiền, người ta tiêu nhiều quá. Bây giờ chúng ta muốn hết lạm phát thì chúng ta phải làm cho người ta bớt tiêu tiền lại. Nói ra bảo mấy thằng ngố rừng, trong khi Joe Biden nó ngồi nó tung đến 8.000 tỷ đô la thì nó lại không bớt. Lạm phát là vì tiêu nhiều tiền quá thì nó lạm phát. Mà làm thì không ra, bán thì không ra, bán hàng cho tàu thì lại là thua. Mà bây giờ Joe Biden nó còn bớt tiền thuế cho tàu cộng. Dân Mỹ chết chắc. Cho nên chúng ta rất là lo vấn đề tần tiện, về vấn đề kinh tế. Rồi có một câu nữa là nhà thờ, gọi là nhà thờ Thánh Augustine ở Brooklyn hôm thứ Sáu vừa rồi đã bị một tên ăn trộm. Và nó dùng cưa, nó cưa cái khung bằng sắt để mà bảo vệ cái nhà tạm. Mỗi một thánh đường là có một nhà tạm, nơi đó có mình Thánh Chúa. Mà cái nhà tạm này làm từ năm 1890 bằng vàng ròng 18 carat, cộng thêm những cái viên đá kim cương. Trị giá vào khoảng 2 triệu đô la, nó đã vào ăn cắp hôm thứ Sáu vừa rồi. Và đến giờ này cảnh sát đang điều tra. Kính chúc quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu. Và xin ơn trên phù hộ chúng ta.